Hello bạn nha, thì mình đang có mặt tại vườn của chú Hiền nha các bạn. Vườn Mẫn Thôn, củ trái là tính bữa nay là 92 ngày sau ngày chổi nha. Đây, vườn này đã cái đó kêu lái vô rồi bạn, cũng đã lấy cọc rồi hết. Đây. Vườn là lấy trái năm đầu nha các bạn. Bạn thấy nè, vườn này thì mình cũng đã cho rải 12 mồi 18 rồi. Khoảng 2 ngày nữa là cho rải cử 2 ha. Bạn cho nó lên cơm. Thì đa số vườn này thì nó chỉ có một dao mà rồi cho khoảng cắt khoảng 2 dao các bạn, tại vì chứ nó có một cổ trái mọc à. Thì trong giai đoạn cuối này nè thì mưa xuất hiện rất là nhiều ha, thì mình cho phun cái bộ của mình là Sima cộng với Multite rất là nhiều, thường định kỳ luôn các bạn, đang cho nó ngừa thúi hông và thúi đít ha, để không bể gai. Bạn thấy nè, trái năm đầu mà trái rất là đẹp ha, gai xanh không bể gai nha. Trong vườn thì chưa xuất hiện úng trái nào luôn. Cái giai đoạn này giai đoạn rất là quan trọng các bạn, tại vì gần thu rồi mà mưa nhiều nè, mà chúng ta không có ngừa thì nó xuất hiện thúi hông và thúi đít ha, là ảnh hưởng rất là nhiều tới năng suất và chất lượng của chúng ta ha. Anh em thấy nè, vườn này thì mình hướng dẫn từ lúc mà kéo miệng chạn cho tới bữa nay luôn, thì mình biết sao mình chỉ vậy thôi ha. Cũng là chú tin tưởng ha, sử dụng bộ của mình rất là nhiều. Đây dàn trái trên bạn. Đây ha. Cây năm đầu này thì chú không có để nhiều. Còn cây trung bình 25 tới 30 trái các bạn, tại vì cây cũng còn khá nhỏ chứ chưa lớn. Đây mình còn để hình cái chai Sima với chai Multite đó chụp hình kìa. Đây ha. Thì cứ phun định kỳ luôn giai đoạn cuối này nè. Cái 7 ngày phun cử bạn. Tới nào thu hết thì thôi. Thì chúng ta không phun nữa ha. Nếu mà chúng ta phun mà tới cắt vô đầu á, chúng ta ngưng á, mà xuất hiện mưa liên tục á, thì cái luống sau chúng ta nó dễ bị bệnh lắm. Nên là phòng bệnh hơn là chữa bệnh ha. Đây. Gai rất là xanh. Đẹp ha. Vườn thì mình đi với chú nói là cũng chưa thấy xuất hiện mà úng hông úng đít nha. Mà được cái nữa là dàn lá vườn này còn rất là đẹp bạn. Đây mình quay. Vườn này thì 300 cây nhưng mà năm nay là tính bỏ là cây còn nhỏ ha. Nhưng một số cây mà chú không có lấy trái thì nó khoảng bây giờ mình để trái khoảng 270 cây. Dàn lá vườn này thì còn rất là ok. Bạn thấy nè, trong thời kỳ hẫm, trong thời kỳ phát trái khoảng 70 ngày á, thì mình cũng cho chú phun cử Sima cộng với Mantaxy ha, là ngừa trái lá nè, cái giáp bình trái lá nè, cũng đứng nè, nó không lây lan nữa nè. Cái vườn này á, nó không có xuất hiện tình trạng là giật lá gần thu các bạn, không đỡ đó ha, giúp cây chúng ta lên cơm nhanh nè và đều ha, không ảnh hưởng tới chất lượng, là không gây trái muối ha. Rồi cảm ơn các bạn nha. Hẹn các bạn trong clip tiếp theo ha.